4 tỷ đồng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một chiếc nhẫn 10 ly. Mẫu này Kỳ Lân đã từng làm và vàng trắng có, vàng hồng cũng có, và hôm nay tiếp tục một phiên bản nữa là vàng hồng, nhưng khác biệt với mẫu mà Kỳ Lân đã từng làm trước đó. Ở mẫu này là hai bên hông vẫn là 4 viên, 4 ly rưỡi, tương tự như mẫu trước kia Kỳ Lân làm. Trước kia là 9 ly rưỡi cho viên chủ và hai bên mỗi bên 4 viên là 4 ly rưỡi. Còn chiếc nhẫn này viên chủ là 10 ly và hai bên mỗi bên là 4 ly rưỡi. Mỗi bên là 4 viên, hai bên là 8 viên. Mỗi bên 4 viên kim cương 4 ly rưỡi này Kỳ Lân làm cho viên kim cương nằm bằng với cái thành của cái vỏ nhẫn, nằm âm bên trong phần vàng nguyên khối AO750 này luôn. Nên là chiếc nhẫn này mình sẽ thấy ở một cái tầm là gọn, vô cùng tinh tế và nhìn rất là nhuyễn. Camera có thể dời lại đây giùm anh. Đây là chiếc nhẫn cận cảnh, hai bên nhìn rất là tinh tế và rất là nhuyễn. Chính vì mẫu này quá đẹp mà Kỳ Lân thấy quá thích, cũng như là được sự khen, cũng như là sự đánh giá cao của rất nhiều quý khách hàng khi thấy Kỳ Lân đeo. Và Kỳ Lân đã quyết định chọn mẫu này và làm cho chính mình đeo. Viên kim cương này là một viên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn cho chính mình đeo với thông số là nước D 12 ly VVS1 3 Excellent Quỳnh Quang Ninh luôn. Nên chiếc nhẫn này Kỳ Lân thấy là rất là ưng ý. Ưng ý vì cái mẫu mã này, cái kiểu dáng này được sự đánh giá cao của rất nhiều khách hàng, và bản thân Kỳ Lân cũng rất thích vì nó tôn được viên chủ và hai bên hông mỗi bên là 4 viên kim cương 5 ly 4. Mẫu này sau khi Kỳ Lân làm cho khách hàng xong thì Kỳ Lân cũng làm cho Kỳ Lân luôn. Khác với mẫu của khách hàng là